hai hợp âm thôi. Khi mà chúng ta tập quạt á, chúng ta chụp hai hợp âm là đô và pha thôi, để vừa vừa tập được đô vừa tập pha đô, để cho nó sự thuận tiện giữa, giữa chúng ta có thể là tập thêm hợp âm pha chặn xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống xuống lên chuyển nhịp chân nè. Chưa được không sao, chúng ta cứ tiếp tục xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống xuống lên chuyển. Xuống xuống lên xuống lên xuống lên xuống xuống lên chuyển chuyển qua hợp âm mới là xuống lại. Mình phải đọc cái này nhiều lần mà nhịp chân kiên nhẫn xíu nha anh chị em.